tưởng rằng ai cũng ăn thịt. Vì có người bảo chúng ta rằng loài người vốn là loài ăn thịt, rằng chúng ta là động vật ăn tạp, do vậy chúng ta ăn thịt và chúng ta cần phải tiếp tục ăn thịt. Nhưng bạn có biết rằng cơ thể con người thực ra có 100% cấu trúc của một loài động vật ăn cỏ không? Chúng ta là loài ăn thực vật. Ruột của chúng ta có chiều dài từ 7 đến 13 lần chiều dài thân trên của chúng ta. Đó cũng là tỷ lệ chiều dài ruột của tất cả các động vật ăn cỏ trên hành tinh này. Ruột chúng ta rất dài. Nhưng chiều dài ruột của một loài động vật ăn thịt thực sự, linh cẩu, chó sói, gấu, cọp và sư tử, chỉ khoảng 3 đến 6 lần chiều dài thân của chúng. Chúng có đường ruột ngắn để có thể nhanh chóng thải ra các loại thịt đang phân hủy và thối rữa trong ruột. Protein động vật, cholesterol, chất béo chuyển hóa, axit béo bão hòa. Đó là lý do tại sao các loài động vật ăn thịt thực sự không bao giờ, tôi sẽ lặp lại, không bao giờ bị tắc nghẽn động mạch. Điều này không bao giờ xảy ra với những loài ăn thịt thực sự. Hung thủ hàng đầu của những người ăn thịt, phô mát, sữa, trứng là gì? Bệnh tim do động mạch bị tắc, xơ vữa động mạch. Con người và những loài động vật ăn cỏ khác đổ mồ hôi qua các lỗ chân lông của chúng ta để tản nhiệt trong cơ thể. Chúng ta không thể thở hào hển như chó, mèo và sư tử khi thân nhiệt lên cao. Chúng ta không có móng vuốt trên tay. Móng vuốt là một thương hiệu của động vật ăn thịt và động vật ăn tạp. Chúng ta có các enzyme tiêu hóa, carbohydrate trong nước bọt của chúng ta. Chỉ có động vật ăn cỏ mới có cái đó. Có nghĩa là đúng ra chế độ ăn của chúng ta gồm thật nhiều carbohydrate như trái cây, rau, răng của chúng ta, rộng, ngắn, cùn, bằng phẳng, y như răng của những động vật ăn cỏ khác. Và trước khi có người hỏi, này Gary, thế còn những cái răng nanh này thì sao? Tôi xin nói luôn là hầu hết các động vật ăn cỏ có răng nanh, răng cửa và răng hàm. Cũng như các loài ăn thực vật khác, nếu không có răng nanh, chúng ta sẽ không thể ăn được các loại trái cây cứng như táo. Hàm dưới của chúng ta chuyển động từ bên này sang bên kia theo cơ chế nhai nghiền như thế này. Chúng ta nhai và nghiền khi chúng ta ăn. Nếu bạn nhai nghiền khi ăn như tất cả các bạn, thì bạn thuộc loài động vật ăn cỏ. Hàm răng của loài ăn thịt và ăn tạp chỉ có thể chuyển động lên và xuống như thế này, xé và nuốt, không phải nghiền từ bên này sang bên kia. Và tôi là một người công bằng. Ý tôi là nếu có ai thực sự tin rằng loài người là loài ăn thịt, thì sau buổi diễn thuyết này tôi sẽ cho họ hai cơ hội để chứng minh là tôi sai, và xin vui lòng làm vậy. Việc thứ nhất là bạn hãy ra ngoài tìm một con sóc trong khu viên trường. Và khi bạn thấy con sóc đó, bạn hãy sử dụng đôi chân của loại thú săn mồi tự nhiên đã ban tặng mà đuổi theo con sóc đó, vồ lấy nó và đưa nó vào miệng. Bạn không được dùng vũ khí, lồng hay công cụ nào để bắt. Không ai được phép dối trá và hành động như một loài vật ăn thịt giả danh trong cuộc thử thách này. Và khi bạn đã giết chết con sóc đang ngậm trong miệng, mời bạn cứ tự nhiên ăn con sóc đó cho tôi. Mắt, mũi, mặt, chân, đuôi, hậu môn, các cơ quan nội tạng, máu, lông. Và đừng quên ăn luôn cả bộ óc. Bạn không có quyền chọn lựa phần nào bạn muốn ăn, phần nào bạn bỏ, và bạn cũng không có quyền nấu chín sóc trước khi ăn. Nếu người ta cho rằng mình là những loài động vật ăn thịt thực sự, tôi rất muốn tận mắt xem họ ăn thịt sống như thế nào, dùng răng và móng tay xé từng miếng thịt cho tới khi chỉ còn lại bộ xương. Ngày này sang ngày khác, thử thách thứ hai, bạn hãy tìm một đứa trẻ 2 tuổi, đặt nó vào trong củi. Sau đó bỏ hai thứ vào củi với nó, một con thỏ sống và một quả táo. Nếu đứa trẻ ăn con thỏ và chơi với quả táo, bạn hãy gửi email báo cho tôi biết. Vì nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ quay lại đây và mua cho mỗi người trong căn phòng này một chiếc xe hơi luôn, Benzette và Beamer, nội thất da lộn luôn. Không những thế, nếu điều đó xảy ra, lần sau khi tới Short Test, tôi sẽ ăn một chiếc sandwich kẹp bít tết trước mặt tất cả mọi người. Sau đó tôi sẽ ăn thêm một cái xúc xích kẹp bánh mì rút sốt ớt, và tiếp theo là một thùng kem và một túi thịt bò khô. Tôi sẽ lấy thịt bò khô nhúng vào kem mà ăn. Bây giờ tôi sẽ không nín thở chờ ngày thực hiện những lời hứa này. Không phải là tôi sẽ không giữ lời, tôi là một người coi trọng chữ tín, nhưng những việc này không thể và sẽ không bao giờ xảy ra. Vì loài người không hề có bản năng săn mồi và ăn thịt. Không hề có bản năng ăn tạp. Từ khi chúng ta sinh ra, lúc còn nhỏ cũng như lúc đang phát triển, tất cả chúng ta sinh ra đều là những người thuần chay. Mùi vị của thịt, phô mát, sữa và trứng là sở thích sau này chúng ta có do thói quen, sau khi chúng ta bị buộc phải ăn những thứ đó trong suốt thời thơ ấu. Nên tôi đề nghị với các bạn một việc hết sức bình thường và tự nhiên. Xin hãy chỉ ăn những gì nảy sinh từ lòng đất.